đây là Jude Bellingham. Còn đây là đôi giày của Jude Bellingham đang đi, nhưng mà ở phiên bản cỏ nhân tạo. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn nha. Theo như mình đánh giá, đây là một mẫu giày dành cho những anh em chân bè. Chân của mình là thuộc dạng bè đó. Khi mà mình xỏ vào đôi giày này á, cái phần cổ phay fit ở phía trên nó tạo cho mình một cảm giác rất là ôm. Nhưng mà hai bên hông này cực kỳ thoải mái. Những anh em nào mà chân khon mà thích trải nghiệm dòng này mình nghĩ cũng rất là ok. Với thiết kế màu xanh nước biển làm chủ đạo trong bộ sưu tập Marine Rust Pack, kết hợp cùng các họa tiết màu trắng và lớp vân nổi màu cam, tạo cho đôi giày một màu sắc hết sức nhã nhặn nhưng cũng không kém phần nổi bật. Và công nghệ đôi giày được trang bị không hề kém cạnh so với phiên bản cao cấp cỏ tự nhiên. Phần cổ thun phay fit tạo cảm giác ôm sát mu bàn chân. Công nghệ mà mình đánh giá tạo cảm giác với bóng một cách tối đa đó chính là lớp vân Hybrid Touch. Khi thực hiện những cú sút, mình cảm giác nó cũng tăng một phần sức mạnh trong những cú ra chân của mình. Phía dưới công nghệ bộ đệm bao tạo cảm giác rất êm trong những bước chạy. Cấu trúc đinh cao su hình tam giác được trải đều khắp mặt đế giúp cho những bước chuột của mình hết sức chắc chắn. Đó là những trải nghiệm của mình sau khi đã trên chân đôi giày này, và sản phẩm đang có mặt tại các chi nhánh của Neymar Sport, các bạn có thể ghé xem và trải nghiệm.